Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Rinko TV. Hello các bạn. Ok, ngày hôm nay mình sẽ làm một video về một cái chủ đề, đó chính là chúng ta nên sử dụng sóng Wi-Fi hay là sử dụng dây cáp để sử dụng Internet tại nhà. Thì ngày hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn cái ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng sóng Wi-Fi không dây và ưu và nhược điểm của dây cáp mạng khi các bạn sử dụng. Ok, thì trước tiên mình sẽ mở cái hộp này ra đã, bởi vì mình vừa mới mua một cái sản phẩm, đó chính là cái sợi dây cáp mạng ở trên Tiki. Mình sẽ giải thích cho các bạn lý do vì sao mình lại mua cái dây cáp này. Thì trước tiên mình sẽ mở hộp sản phẩm này ra trước các bạn nhé. Ok các bạn, đây là sợi dây cáp mình mới vừa mua ở đây. Chiều dài của nó là 15 mét các bạn này. Cái ký hiệu của nó là CATNE. Bây giờ mình sẽ mở sợi dây cáp này ra cho các bạn xem nhé. Rồi các bạn xem, đây là sợi dây cáp mình vừa mới mua. Về hình thức của nó thì nó màu xanh các bạn nha. Độ dày thì mình thấy cái dây cáp này nó khá là mỏng các bạn, nó khá là mỏng so với lại cáp khi mà nhà mạng bắt cho chúng ta. Những dây cáp này nó khá là mỏng, chúng ta bóp vào trong này thì nó cũng rỗng rỗng ở trong này này các bạn. Nó thì làm từ nhựa PVC, có khả năng chống cháy các bạn nhé. Và ở trong này nó có dây dù trợ lực và chịu được độ tải lớn. Ok, và sợi cáp này có độ dẻo dai rất là tốt các bạn nha. Mình thấy trong này nó hơi mỏng các bạn. Ok, nhưng mà không sao, cũng tạm ổn so với giá tiền 15 mét các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái sự so sánh về ưu và nhược điểm của việc sử dụng sóng Wi-Fi đây các bạn, và dây cáp tín hiệu. Thì hai cái cách để chúng ta vào được Internet thì cái nào tốt hơn thì mình sẽ phân tích cho các bạn. Thứ nhất là về cái dùng sóng Wi-Fi, thì cái ưu điểm của nó đó chính là cái bán kính bắt sóng của nó sẽ rất là rộng và các bạn có thể sử dụng linh hoạt và di chuyển ở bất cứ đâu trong cái phạm vi đó đều có thể bắt được sóng Wi-Fi và sử dụng Internet. Và cái này á, nó sẽ phù hợp đối với cái nhu cầu đó là sử dụng smartphone hay là các bạn dùng laptop thì các bạn sẽ dễ dàng sử dụng với cái chức năng phát sóng không dây này. Còn cái loại thứ hai đó là bằng dây cáp, cái này các bạn sẽ nối vào trong cái bộ modem như thế này. Các bạn sẽ nối cái dây cáp này vào trong máy tính của các bạn. Thì ưu điểm của cái dây cáp này á thì tín hiệu nó sẽ thu đầy đủ hơn, và các bạn như các bạn biết thì nó cũng giống như âm thanh vậy thôi. Khi các bạn sử dụng âm thanh có dây á thì âm thanh nó sẽ truyền đầy đủ tín hiệu hơn. Còn đối với sử dụng âm thanh không dây á, thì nó sẽ tạo ra cái một, tức là nó sẽ có một cái độ nhiễu nhất định hoặc là nó sẽ có một cái độ trễ nhất định. Và cái ưu điểm thứ hai của dây này á là nó sẽ ít cái giới hạn về cái phạm vi không gian sử dụng của mạng. Nếu như các bạn kéo cái đường dây này xa, có thể là 5 mét, 50 mét hoặc là 100 mét thì nó sẽ giữ được cái độ ổn định về cái tín hiệu nó tốt hơn so với sóng Wi-Fi. Đấy. Thì sóng Wi-Fi thì nó sẽ càng xa thì nó sẽ càng yếu, mạng nó càng yếu. Và cái dây cáp này nó sẽ phù hợp với các loại máy bàn. Cho nên các bạn thấy trong những cái tiệm Internet hầu như người ta đều sử dụng bằng dây cáp mạng. Thế thì nhược điểm của cái dây cáp này là gì? Nó sẽ tốn phí hơn. Nhược điểm thứ hai nữa của cái dây cáp này, nó sẽ khá là ngần nghèo rối rắm và nó mất thẩm mỹ khi các bạn kết nối. Hôm nay mình đang sử dụng PC, cho nên mình nghĩ rằng mình nên mua cái dây cáp này. Cái chất lượng đường truyền nó sẽ tốt hơn so với loại Wi-Fi, bởi vì vị trí cái phòng của mình nó xa cái phòng khách của mình, bởi vì phòng khách của mình nó nằm ở tầng dưới mà nó lại là nó nằm ở tầng dưới mà nó lại cách khoảng tầm 5-70 mét lận, cho nên mình sợ cái tốc độ của Internet của mình nó không được cao, nó ảnh hưởng đến cái việc làm video cho các bạn. Sợi dây này thì mình mua là 15 mét. Còn nếu như các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể mua đến 100 mét cũng có các bạn nhé. Thì cái này các bạn có thể mua ở trên Tiki đấy các bạn. 15 mét thì mình mua chỉ có 46 ngàn thôi.
Thì đó là cái ưu điểm và cái nhược điểm của việc dùng Wi-Fi hay là dùng dây cáp. Tùy vùng đích sử dụng của các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn cái hình thức cho nó phù hợp các bạn nhé. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đánh giá về cái chất lượng của cái dây này. Nó chắc chắn nó sẽ không bằng những cái loại dây đắt tiền hơn. Tuy nhiên nhu cầu của mình thì chỉ cần là mạng chạy tốt, đường truyền ổn định là ok rồi. Cho nên tốt nhất mình nên thử để xem thử cái chất lượng nó như thế nào các bạn nhé. Vâng các bạn, và dây cáp này nó cũng được bấm sẵn hai đầu các bạn nhé. Thì hai đầu này đều làm bằng nhựa, cái đường bấm nó cũng rất là kỹ các bạn. Đây, đây nó có cái đầu khấn ở trên này nữa các bạn này. Đây nó có hai đầu luôn các bạn nha. Việc chúng ta mua dây này về chỉ có là cắm vào sử dụng mà thôi. Ok, bây giờ mình sẽ tách tốc độ internet qua Wi-Fi và internet qua dây cáp các bạn nha. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây, mình sẽ cho các bạn xem trước về cái tốc độ internet qua Wi-Fi. Đây các bạn xem. Thì đây, đây là cục mạng của nhà, thì tốc độ của nó bây giờ nó chỉ còn có một cách ở đây thôi. Còn ở đây là cái kết nối qua dây cáp. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái dây cáp thì nó tốc độ nó như thế nào. Thì các bạn có thể vào cái website đó là speedtest.net. Thì trang này để chúng ta có thể kiểm tra được tốc độ internet. Trong này nó sẽ hiện luôn cả cái nhà mạng mà các bạn đang sử dụng, và thậm chí là cả vị trí địa lý của bạn nữa. Thì các bạn click vào chữ Go này, chúng ta sẽ nhìn thấy. Bây giờ chúng ta click nhé. Đây các bạn, 93, 94 megapixel các bạn. Thì nhà mình sử dụng gói 100 MB của Viettel, thì khi chúng ta kiểm tra thực tế qua dây cáp thì nó chỉ có là 94, thì chắc chắn nó sẽ có một hao hụt, bởi vì cái dây cáp mình dài đến 15-20 mét lận. Thì trong khi đó thì cột mạng thì nó gần như là nó tụt hoàn toàn các bạn, gần như là các bạn thấy là nó rất là yếu. Đấy, nó chỉ có một cột sóng thôi. Qua cái phần tách này thì các bạn có thể thấy là tốc độ sử dụng internet qua dây cáp nó sẽ cho cái đường truyền tốt hơn, đúng không ạ? Và vị trí chúng ta sử dụng có thể nó xa hơn so với cái bộ modem mà chúng ta phát Wi-Fi. Thì thực tế nó như thế nào thì mình sẽ mở một cái video clip cho các bạn xem nó có chạy tốt không các bạn nhé. Giả sử đây là cái trang YouTube của mình, thì các bạn có thể vào trong này. Giả sử mình mở cái video này đi. Đây, chạy rất nhanh đúng không ạ? Ok, cảm ơn các bạn đã xem video clip này, và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Đừng quên nhấn nút like và share các bạn nhé. Like và share các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua.